Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với KTV Channel. Nội dung video này, xui là gì? Tổng quan về hệ sinh thái xui. Thưa quý vị, xui là một dự án blockchain thế hệ mới với ưu điểm là khả năng mở rộng scalability và độ trễ thấp low latency. Điều này đạt được bằng cách xử lý các giao dịch song song, giúp sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên và cho phép mở rộng thông lượng. Xui được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình MOOC. MOOC ban đầu được Facebook tạo ra để phát triển dự án Diem. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị hủy bỏ. Ngoài xui, một dự án crypto khác cũng nổi lên từ đống cho tàn của Diem là Aptos. Giao thức blockchain được quan tâm trong thời gian qua sau khi huy động được đến 350 triệu đô la Mỹ chỉ trong 6 tháng của năm 2022. Các tính năng chính của xui. Xui có các tính năng chính sau. Tính năng thứ nhất, xui có thể mở rộng quy mô theo chiều ngang mà không có bất kỳ giới hạn nào. Điều này cho phép họ đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong khi vẫn duy trì chi phí vận hành cực kỳ thấp cho mỗi giao dịch. Tính năng thứ hai, thiết kế của xui mang tính đột phá ở chỗ nó loại bỏ một nút thắt cổ chai quan trọng trong các blockchain hiện tại. Trong các blockchain truyền thống, các giao dịch mặc dù độc lập với nhau được đẩy vào các khối tuần tự tạo ra sức mạnh tính toán lãng phí. Sự đổi mới của xui nằm ở chỗ họ sẽ tổ chức dữ liệu thành các đối tượng độc lập. Có nghĩa là các giao dịch có thể được thực hiện song song. Tính năng thứ ba, mạng cũng có thể mở rộng thông lượng theo chiều ngang vì nó cho phép thực thi các giao dịch song song. Các tính năng độc đáo của xui sẽ mang lại khả năng mở rộng chưa từng có và giải quyết các giao dịch ngay lập tức. Nền tảng có thể mở rộng theo chiều ngang để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ứng dụng. Các authority, nhà quản lý của xui có thể thêm worker công nhân để tăng công suất xử lý nhằm đáp ứng công suất mạng ngày càng tăng. Kết quả của việc này sẽ là phí gas thấp hơn ngay cả khi lưu lượng mạng cao và do đó trải nghiệm người dùng tốt hơn cho các ứng dụng web 3. Xui token dùng để làm gì? Xui token được dùng cho 4 chức năng chính, bao gồm staking để tham gia bảo vệ mạng, tài sản dùng để thanh toán phí gas trên mạng, trung gian trao đổi giữa các tài sản khác trên mạng. Xui token holder có thể tham gia quản trị on-chain. Các vòng gọi vốn tại vòng gọi vốn Series A, xui đã gọi được tổng cộng 36 triệu đô la Mỹ với quỹ đầu tư A16Z dẫn đầu vòng gọi vốn này. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư khác như Breakpoint, Lightspeed, Coinbase Venture, Electric Capital, Samsung Next, Slow Venture, Standard Crypto, NFX and Scribble Venture và một số quỹ đầu tư khác. Tại vòng gọi vốn Series B, dự án xui blockchain huy động được 300 triệu đô la Mỹ với sự tham gia của các quỹ đầu tư lớn như FTX Venture, A16Z, Jam Crypto, Burnham Lab, Coinbase Venture, Sino Global và một số các quỹ đầu tư khác. Thưa quý vị, theo quan điểm cá nhân, xui là một dự layer một mới và có khá nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Trên lý thuyết, dự án có khả năng giải quyết các vấn đề và các blockchain lâu đời như Ethereum chưa giải quyết được. Tuy nhiên, MOOC là một ngôn ngữ lập trình khá mới và chưa quen thuộc với các nhà phát triển trong thời điểm hiện tại. Xui sẽ cần dành nhiều nguồn lực để thu hút các nhà phát triển từ các blockchain khác nhằm xây dựng các DApp dựa trên ngôn ngữ lập trình này. Ngoài ra, vì là một ngôn ngữ lập trình mới nên các nhà phát triển dựa trên MOOC có thể sẽ phải đối mặt với những lỗ hổng bảo mật tiềm tàng trong tương lai. Ngoài các đối thủ là các blockchain cũ như Ethereum, Avalanche, Near hoặc Solana thì xui còn phải cạnh tranh với Aptos, một blockchain có nhiều điểm tương đồng khi cùng sử dụng ngôn ngữ lập trình MOOC và có các nhân sự cốt cán tách ra sau từ Diem. Sau khi dự án này dừng hoạt động, Aptos là một dự án có nguồn tài chính dồi dào khi cũng vừa hoàn thành xong các vòng gọi vốn với tổng số tiền mà dự án nhận được lên đến 350 triệu đô la Mỹ. Có khá nhiều dự án đang trong các giai đoạn testnet, devnet trên xui. Đây là cơ hội cho những người dùng trong giai đoạn sớm để săn các phần thưởng retroactive từ các dự án này.
video mang nội dung chia sẻ thông tin đầu tư vào crypto rất rủi ro, quý vị hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Cảm ơn đã theo dõi video.